Chào các em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em phân tích điện tâm đồ số 2. Thì đây là trường hợp của một bệnh nhân 55 tuổi. Bệnh nhân này có tiền căn đái tháo đường, đang điều trị bằng metformin. Bệnh nhân đến khám vì tình trạng là đau ngực cấp dữ dội ở vùng trước ngực vào giờ thứ bảy. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân. Vậy thì bây giờ ta sẽ tiến hành đọc điện tâm đồ và đi theo từng bước sau. Đó là nhịp gì, đều hay không? Tần số là bao nhiêu? Trục điện tim là trục gì? Sóng B về thời gian biên độ như thế nào? Khoảng BR thời gian là bao nhiêu? Phức bộ QRS về thời gian, độ rộng và chiều cao là biên độ như thế nào? Đoạn QT như thế nào? Các sóng Q, sóng T, đoạn ST ở các chuyển đạo ngoại vi và trước ngực. Bây giờ các bạn sẽ tự đọc trong vòng 5 phút và sau đó sẽ xem kết quả như thế nào. Về nhịp gì thì chắc chắn ở đây ta sẽ thấy là có sóng B ở dương ở D1, D2, AVF, sóng B âm ở AVR và sau mỗi sóng B là một phức bộ QRS. Như vậy đây chắc chắn là nhịp xoang. Cái đến là xem có ngoại tâm thu hay không thì ở trên này ta không thấy ghi nhận ngoại tâm thu. Về nhịp đều hay không thì ta thấy là khoảng cách giữa các cái phức bộ QRS là nó tương đối đều nhau, như vậy đây là nhịp đều. Từ đó ta sẽ tính tần số, thì ta sẽ lấy hai cái phức bộ QRS, sau đó là ta đếm. Trong trường hợp này ta thấy nó không nằm ngay số ô lớn mà nằm ngay số ô nhỏ thì ta sẽ đếm số ô nhỏ, ở đây là khoảng 17 ô. Như vậy 1.500 chia cho 17 là ra khoảng là 88 nhịp trên phút. Về trục điện tim thì ta thấy ở đây là D1 là dương, dương 3 có nghĩa là sóng R ở đây tính ra được khoảng là 8, còn ở đây sóng S là 5, như vậy là 8 trừ 5 là còn 3. Tương tự ở AVF thì ở đây sóng R là 4, còn sóng Q thì là 3, như vậy ta tính ra được là cộng 1, như vậy là D1 dương, AVF dương. D1 dương và AVF dương, như vậy đây là trục điện tim là trục trung gian. Về sóng B thì chiều ngang của sóng B là khoảng 2 ô, là 0,08 giây. Về chiều cao thì là khoảng 1 ô rưỡi, như vậy là 1,5 mm. Như vậy là sóng B có thời gian và biên độ là không ghi nhận được bất thường, đây là bình thường. Về khoảng BR thì ở đây ta tính ra được đó là khoảng là 4 ô, 1, 2, 3, 4. Như vậy khoảng BR này là 0,16 giây. Như vậy đây là khoảng BR nằm trong khoảng là từ 0,12 đến 0,2 giây. Như vậy đây là khoảng BR trong giới hạn bình thường. Phức bộ QRS, xét về mặt thời gian thì ở D2 ta thấy phức bộ QRS là khoảng là 2 ô, nghĩa là 0,08 giây. Phức bộ QRS trong khoảng là từ 0,08 đến 0,11 giây. Như vậy thời gian của phức bộ QRS nằm trong giới hạn bình thường. Xét về mặt biên độ thì ở các chuyển động ngoại vi D1, D2, D3, AVF, AVR, AVL thì ta đều thấy là có sóng R cao. Như vậy biên độ của QRS ở chuyển động ngoại vi là bình thường. Đối với lại các chuyển đạo trước ngực thì ta thấy là RV1 cộng cho SV5. RV1 ở đây là khoảng là 4 ô. Còn SV5 ở đây là khoảng là 10 ô, như vậy cộng lại là 14. Ta thấy đây là có tình trạng là lớn hơn 11, cho nên đây là dấu hiệu gợi ý của lớn thất phải. Vì ta thấy là không có sóng S ở V1 mà chủ yếu là có sóng Q, như vậy thì ta không thể nào xác định được tỷ lệ là R trên S, bởi vì dấu hiệu của lớn thất phải là R trên S lớn hơn 1. Như vậy ở đây ta chỉ thấy là trục tim thì là trục trung gian, không có hình ảnh R trên S lớn hơn 1, mà chỉ có là RV1 cộng SV5 lớn hơn 11, ở đây là 14. Như vậy có dấu hiệu gợi ý lớn thất phải là theo tiêu chuẩn điện thế. Tương tự ta xét đến là SV1 cộng cho RV5 thì SV1 ở đây là 2, còn RV5 ở đây là 15 cộng là 17, như vậy là ở đây là nhỏ hơn 35 mm. Tương tự ta xét tiếp là RAVL cộng cho SV3 thì RAVL ở đây khoảng là 9, còn SV3 đây là khoảng là 10 cộng lại là 19 mm, nghĩa là nhỏ hơn 20 mm. Như vậy
Đây là vì là bệnh nhân nam cho nên là nhỏ hơn 28 mm, như vậy là không có lớn thất trái theo tiêu chuẩn điện thế. Về khoảng QT thì ta thấy ở đây là nhịp tim lúc nãy là tính là 88 lần trên phút, như vậy là nhịp tim nhỏ hơn 100 lần một phút. Ta thấy là QT ở từ đây cho đến đây nhỏ hơn 50% đoạn RR tương ứng. Như vậy đây là QT trong giới hạn bình thường. Như vậy là bệnh nhân không có khoảng QT kéo dài. Kế đến là ta xét từng chuyển đào là D1 AVL. Ở D1 AVL thì không thấy có hình ảnh sống quy bệnh lý. Kế đến là sống T bất thường thì ở đây ta thấy là sống T dương như vậy không có sống T bất thường. Kế đến là ST thì ta thấy đây là đường đẳng điện. Thì ở D1 là ST chân xuống là 1 mm dạng đi ngang. Ở AVL thì đây là đường đẳng điện kéo ngang qua thì ta thấy đây ST chân xuống là cũng có dạng đi ngang. Ở D2, D3, AVF thì sống quy bệnh lý thì ta thấy ở D3 ta thấy có hình ảnh sống quy rộng khoảng 0,1 ô là 0,04 giây và chiều sâu của nó là nó bằng với sóng R, nghĩa là lớn hơn 1/4 sóng R tương ứng. Như vậy đây là sóng quy bệnh lý. Tương tự AVF thì ta thấy cũng có sóng quy rộng và lớn hơn chiều cao 1/4 sóng R tương ứng. Như vậy là có sóng quy bệnh lý ở D3 và AVF. Có sóng T bất thường thì ta thấy là có sóng T cao và đối xứng rõ ở D3 và AVF. Kế đến là có ST chênh lên ở D3 thì đường đẳng điện đây thì chênh lên là 3 mm. Còn ở AVF thì ST chênh lên là khoảng 2 mm. Còn ở D2 thì nó chênh lên khoảng là 1,5 mm. Kế đến là ở các chuyển đạo D2, D3, AVF. Thì đầu tiên là ta thấy có hình ảnh sống quy bệnh lý nằm ở D3 AVF. Sống quy bệnh lý là sống quy rộng hơn là một ô, là 0,04 giây và chiều sâu của nó thì lớn hơn 1/4 chiều cao sóng R tương ứng. Ở đây ta thấy có sống quy sâu. Tương tự ở AVF ta cũng thấy có sống quy sâu. Cái đến là sống T thì ta thấy là sống T cao và đối xứng nằm ở D3 và AVF. Cái đến là ST, ta thấy là ST chân lên ở 3 mm ở D3, đây là đường đẳng điện thì từ đây ta vẽ lên, đây là khoảng là 3 mm. Tương tự ở AVF thì là ST chân lên là 2 mm. Ở D2 thì ST chân lên không có rõ. Như vậy với hình ảnh ST chân lên ở D3 AVF thì ta có thể kết luận là đây hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp nằm ở thành dưới. Và vì bệnh nhân này vào viện là giờ thứ bảy, nghĩa là trên 6 giờ, cho nên xuất hiện sống quy hoại tử nằm ở D3 và AVF. Đối với lại từ V1 cho đến V6 thì sống quy bệnh lý thì ta chỉ thấy nằm ở V1 có hình ảnh sống quy bệnh lý nằm ở V1. Cái đến là sống T bất thường thì ta không không ghi nhận. Cái đến là ta thấy là có ST chênh lên khoảng 1 mm ở V1 và ST chênh xuống dạng đi ngang khoảng 1 mm nằm ở V6. Trong trường hợp có ST chênh lên nằm ở V1 thì đây là một cái dấu hiệu gợi ý là nhồi máu cơ tim thành dưới, có nhồi máu thất phải đi kèm. Như vậy, với bệnh nhân vào viện là vì đau ngực cấp, có các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành, đó là nam, tuổi 55, đái tháo đường, vô viện đau ngực với tình trạng dữ dội và kèm theo có ST chênh lên, thì ta sẽ kết luận là đây là một cái nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, nhồi máu thất phải đi kèm giờ thứ bảy và trên điện tâm đồ này là có lớn thất phải kèm theo tiêu chuẩn điện thế. Thì ở đây ta thấy là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thành dưới và có ST chênh lên nổi bật là ở D3, trong khi ST ở D2 thì không có chênh. Như vậy là ST chênh chủ yếu là ở D3 cao D2. Do đó ta có thể dự đoán là động mạch thủ phạm là động mạch vành phải. Thì thành dưới nó được nuôi bởi hai động mạch vành, đó là động mạch vành phải và động mạch vành trái. Là động mạch vành trái là nhánh mũ LCX. Trong đó động mạch vành phải là động mạch vành ưu thế, có nghĩa là nó cung cấp khoảng 80% số máu để nuôi cho thành dưới. Thì khi mà tắc động mạch vành phải thì ở phần ở phía bên phải sẽ chết nhiều hơn là phần ở phía bên trái, bởi vì phía bên trái vẫn còn có những LCX nuôi. Do đó ST nó sẽ chênh lên ở D3
nó sẽ chênh lên cao hơn so với D2. Vì vậy khi ta thấy ST chênh lên ở D3 cao hơn D2 thì ta có thể dự đoán động mạch thủ phạm là động mạch vành phải. Khi bệnh nhân đã nhồi máu nằm ở thành dưới thì vị trí tổn thương có thể nằm ngay tại vị trí này hoặc là có thể nằm cao hơn. Nếu nằm ở vị trí thấp thì chỉ có tổn thương thành dưới đơn thuần. Còn nếu mà nằm ở vị trí cao hơn thì sẽ vừa tổn thương thành dưới mà vừa kèm tổn thương của thất phải. Như vậy trong trường hợp khi ta thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thành dưới thì ta phải đo V3R, V4R để chẩn đoán nhồi máu thất phải. Thì để chẩn đoán nhồi máu thất phải thì chỉ cần là V3R, V4R chênh lên 1 mm là có giá trị chẩn đoán. Một số trường hợp nếu mà nhồi máu vùng nhồi máu thất phải mà rộng hơn thì trong trường hợp này nếu mà lan rộng ra đến vị trí này thì lúc đó ở tại V1 ST sẽ chênh lên và ST sẽ chênh lên cao hơn so với lại V2. Thì khi mà ta thấy ST chênh lên ở V1 thì đây cũng là một dấu hiệu gợi ý là có nhồi máu thất phải đi kèm. Như vậy là hướng tiếp theo để có thể để khẳng định lại chẩn đoán là nhồi máu thất phải một cách chắc chắn thì ta có thể đo lại V3R, V4R. Tiếp theo là ta sẽ làm siêu âm tim để khảo sát rối loạn vận động vùng, đặc biệt là ở thành dưới, khảo sát thất phải về chức năng co bóp như thế nào. Và đặc biệt là trên bệnh nhân này ta có nghi ngờ là bệnh nhân có lớn thất phải, vì vậy thì ta sẽ đo luôn cả kích thước phải trên siêu âm tim. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại.